Dạo này hôm nay mình mới mua trên mạng là về giống cây sâm bố chín với chậu mình trồng sâm bố chín nữa. Đây là cuốn sách hướng dẫn nha. Đây là hạt sâm bố chín. Đây là 100 g, 100 g 300 ngàn. Hạt sâm giống sâm bố chín. Địa chỉ với chỗ mình mua giống nè, không gấp này để mình đọc tài liệu để mình trồng. Nếu mình trồng mua 100 g trồng thử cũng được đó. Mua một chậu á. Trồng cả trồng C12 này mà. Thế thì mua thêm cuộn băng keo. Cuộn keo đó mình dán xung quanh này nè, để mình trồng mấy năm mấy 2 năm nó sẽ tán rồi. Mình dán cái này nè, mình bảo vệ cái đường miệng này là trồng lâu lắm rồi. Ăn nữa vậy thôi. Gửi xe, nó gửi xe cho mình, nó hơi không nhiều.
vòng gì cho bảo vệ. Để ở xe nó không được tròn nữa. Nó bảo vệ nữa là mình kinh xuống rồi nó không có tét được này nè. Không có tét được. Không biết trồng sao các bạn, thí nghiệm thử. Nếu được thì mình trồng nhiều nữa. Xe để nó mốt nhưng mà bỏ đất vô nó ngay lại mà. Thôi. Giống này nữa mình sẽ xử lý giống. Rồi mua gói Atonis đó, mình ngâm. Một chậu về mình